À, hình như là đã lở thành công rồi anh em ạ. Đấy, tổ chim sẻ quạt thì đã lở thành công rồi. Đừng ăn chim con nhá. Tổ cũ đây. Đấy. Còn đây là tổ mới này mọi người này. Cách nhau 50 phân thôi. Xin chào buổi sáng tất cả mọi người. Anh em thì hôm nay này quê mình này, không khí lạnh nó về tăng cường cho nên là gió rất là to luôn anh mọi người ạ. Thì tí nữa mời mọi người đi kiểm tra xem những cái tổ chim xem nó có bị ảnh hưởng gì không nhá mọi người nhá. Mọi người thấy gió to rồi, nghiêng hết luôn cây này. Anh em thấy chưa? Là mùa sinh sản này mà nó gió đúng những cái hôm như này thì những cái tổ chim cũng khá là nguy hiểm luôn. Rồi mọi người, chút nữa đây mọi người anh em mình nhá. Mình làm xong công việc thì anh em mình sẽ đưa anh em đi. Đây, gió như bão luôn. Gió to anh em. Và mọi người ạ, thì sau một đêm này và một buổi sáng nay thì không khí lạnh nó về đây giờ nó mới dừng gió này anh em này. Thì bây giờ mình mời mọi người đi kiểm tra xem những cái tổ chim có tổ nào bị ảnh hưởng sau cơn gió to của một ngày hôm qua không anh em nhá. Thì mình không muốn đi cái thời điểm đó, bởi vì theo bản năng ấy, thì những cái chú tổ chim nó sẽ nằm ở ổ để nó giữ tổ mọi người ạ. Thì mình không muốn làm phiền, bây giờ mình sẽ đi để kiểm tra xem anh em nhá. Thì mời mọi người theo mình. Thời tiết thì nó vẫn còn khá là âm u anh em ạ. Có khi nó là đợt này nó là đợt lạnh cuối rồi, không khí lạnh đợt cuối rồi mọi người ạ. Anh em ạ, thì mình hy vọng là cái cơn gió hôm qua đấy nó sẽ không làm ảnh hưởng nhiều đến những cái tổ chim Chào Mào mà mình phát hiện cách đây ít hôm mọi người nhá. Đấy, thì bây giờ để mà mình vào mình xem nó đã lở thành công chưa. Mọi người ạ, thì đây giờ mình đã đến cái điểm đầu tiên này. Thì những cái cây bưởi hôm qua này nó dẹo hết rồi anh em này. Đây, nó nghiêng hẳn một bên đây này. Thì cây bưởi kia là chính là trước mình nhìn thấy phát hiện tổ Chào Mào anh em ạ. Đây, gió nó nghiêng hết ngọn cây này. Đây, tổ của nó đây này anh em này. Kìa, thấy có hiện tượng rác cũng lòe xòe rồi, không biết nó có phải ảnh hưởng hay không. Nhưng bây giờ anh em đợi mình để mình đẩy gậy lên nhé. Như vậy anh em ạ, thì khá là buồn, tổ này thì đã bị, một là rơi, hai là bị con gì nó phá anh em ạ. Nhưng mà trong này thì mình không nghĩ là có bìm bịp đâu anh em ạ. Ở đây, đây này, đây chính là mủn này, hôm trước nó đang ấp đây. Đấy, ở trên tổ ấy nó vẫn còn ít đấy mọi người. Chán này. Bây giờ anh em ơi, đi theo tiếp ra mình cái tổ hôm trước là cùng mới sẻ quạt mọi người nhé. Rất tiếc đấy, cây này cũng rất là kín luôn. Đây, mèo này anh em này. Đừng ăn chim con nhá. Nhìn gì? Còn đây anh em ạ, thì đây là chính là cái nhà vườn mà mình hôm trước mình khám phá ra được một tổ chào mào và một tổ chim sẻ quạt đấy anh em ạ. Thì hy vọng là bây giờ ra kiểm tra thì nó sẽ nở thành công anh em nhé. Còn cái tổ lúc nãy thì mình nghĩ khả năng cao là trận gió hôm qua nó đánh đổ anh em ạ. Còn thì cái khu đó thì không biết là chim gì nó phá nữa. Đây, chính là cái nhãn này đây anh em ạ. Đấy, đây, mọi người đợi mình này. Đầu tiên là kiểm tra tổ xem sẻ quạt đây đã mọi người nhá. Đây, tổ sẻ quạt đây. Đây này, anh em này. Đây. Hình như là đã lở thành công rồi anh em ạ. Đấy, tổ chim sẻ quạt thì đã lở thành công rồi. Đấy, ba con. Đấy, còn tổ mào ở trên này nữa. Đấy, chim bố mẹ nó bắt đầu đến này. Hy vọng là nó quanh quẩn đây thì là tỷ lệ cao là tổ này vẫn nguyên anh em ạ. Đây, hơi bị lem nhem nhưng mà cặp chim nó vẫn quanh quẩn ở đây thì khả năng cao là vẫn còn anh em ấy. Thì bây giờ anh em đợi mình để mình lấy gậy mình nối lên. Đây, chim bố mẹ đứng ngay trên đầu mình đây anh em này. Đây, con chim trống đẹp không? Màu đủ lần. Cặp luôn anh em. Như vậy anh em ạ, thì sau một buổi mình đi một vòng kiểm tra xem những cái tổ chim thì có hai tổ thì mình nghĩ là gió nó đánh rơi, còn lại thì tổ sẻ quạt đã lở thành công anh em nhé. Một tổ chào mào cũng đã lở thành công và thêm một tổ chim chào mào mới đẻ nữa anh em nhé. Thì những cái tổ chim này mình sẽ cập nhật vào những buổi sau. Thì bây giờ mình xin tạm dừng clip ở đây và hẹn anh em những clip sau nhá. Trời thời tiết thì vẫn khá là âm u anh em ạ.